kiếm cá lóc câu tép nè. Cái này đi địa hình này khá là vất vả đây. Còn không? Hả? Đâu? Nhâm nhâm đâu? Trời ơi, con kia vậy à? Làm gì con đây? Con gì á? Đây, đây. Trong đó Dũng đó rê ngon ta. Tới chưa? Rộng rộng quá hả? Đâu? Rê đi. Coi. Đâu rồi? Còn coi thử có thấy không xong rồi. Cổ không? Dẹt á. Đó nguyên cục kìa. Khá động vậy không biết bắt luôn. Coi. Rồi, được cổ đầu tiên nữa nha mọi người. Có ổ rồi. Để cho nghe mình câu. Táp ơi, mình đang đi kiếm ổ, em mình là táp. Từ từ. Đấy, còn cái gì á, mới ực á. Có chỗ ổ không? Coi thử coi. Gãi nữa. Cá như cũng trọng. Gãi nữa các bạn. Văng cá lên thấy luôn. Thấy cá luôn. Biết thế nào vô ổ. Gãi nữa là lấy câu đây. Trời ơi. Sáng ngày gãi câu 2 lần các bạn. Táp nữa bạn ơi. Táp nữa nha. Có. Ực. Mới ực á. Có. Hết ngon. Trời. 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 Trời dính cá chút xíu luôn dính rồi. Trời ơi cá. Chút xíu luôn. Vậy mà nút cụp cụp á. Dính mắt. Mắt hả? Dính mắt lộ mắt. Trời ơi. Con này con khác. Con khác. Giật cái giật cái chết luôn. Dính này con cá khác. Ngày tròn. Trời ơi. Giật ướt nhẹp luôn rồi. Để hả? Để thôi. Trời ơi. Bên đây cây có sao cái gốc rễ gì nó nổi lên ghê quá vậy. Trứng vàng tí ơi. Ừ.
Ôi bạn rong. Có không? Hả? Có mấy trứng vậy? Trời ơi, gì có xíu vậy? Nước trong gieo vậy? Bị vậy? Sâu không? Thôi. Rồi tranh thủ đi ra cái ổ nãy vừa kể cần xong câu cái về luôn nha các bạn. Thôi rồi, nắng lên nè, nóng quá. Nóng quá trơn nóng. Cá cắn rồi ơi. Như xíu vậy. Ừ, xuống đó đi. Cá cắn, cá cắn, cá cắn. Lúc lâu á. Cá nhỏ xíu. Này cũng khó câu. Trời, lụm, ngon lành, trời hết hồn, hết vía. Tự nhiên đang ngồi câu, tự nhiên nó giật cái hết hồn, hết vía. Cá nhỏ xíu. Được rồi, có lý vậy. Ôi, lên hàng đó bạn. Ôi, cá à, dính cặp lưỡi luôn à. Ôi, ôi má đào luôn hay gì á. Má đào. Ôi. Ồ, đi kiếm ổ khác câu. Con kia hồi nãy má đào vậy. Nuôi câu là câu một con thôi nha các bạn. Còn một con mình phải để cho nó giữ bầy để nó nuôi cá con nha. Nuôi cá cái. Chứ các bạn mà câu tham mà câu lận cặp luôn á là một hồi nữa lận cá con á. Cá khác nó ăn à, chết cá hết à. Rồi nó chặt ra. Ngon. Tự nhiên giật cái hết hồn. Câu yếu à. Yếu quá. Trời ơi, chứ chặt. Hên là ở đây ngoài trống mới giật dính. Trống. Quá chặt luôn rồi. Cứ ngát luôn à. Bởi cái lưỡi này dính vô cái là không đường này chạy. Vậy mà con nãy xảy. Con nãy nó nuốt không hết hay sao á. À. Con nãy trọng hơn này chứ. Bự hơn. Con kia tao giật tao thấy mà cầm tay tao. Cứng cà. Thôi bỏ bịch luôn. Giết cá. Đó, ngon vậy các bạn. Cầm tay luôn. Bỏ coi. Chú ngon, đây là cao thủ câu vịt nha mọi người. Rồi còn con để cho giữ bầy đi, đừng câu nữa. Rồi bây giờ hai anh em mình đi kiếm ổ khác câu nha đó mọi người. Rồi cùng anh em mình đi tiếp nha mọi người, đi. Thôi về thôi mọi người, đây làm được hai con cá to, ba con chứ, nghe mình làm ba con cá chẵn. Có đó không? Ú không? Giờ anh em mình về mà, đâu mấy con cá đâu? Rồi một bọc cá luôn hả? Gào. Thấy một sâu luôn. Ngon. Ba con. Con trai nó cũng có lớn vậy. Nhỏ thôi. Uổng quá. Dạ, coi nóng quá rồi mọi người.
Thôi thì video của mình đến đây kết thúc mọi người. Nếu mọi người thấy video mình hay, đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ cho video của anh em mình nha. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Bye bye, xin chào tất cả mọi người. Bye bye mọi người.